Các bạn đang nghe truyện đầu tư thiên mệnh tộc nhân thực lực của ta là toàn tộc Tổng Hòa trên kênh TV Audio CV. Chương 974, Ưu Đãi, 1 Đại trưởng lão chấp tay nói, bẩm lão tổ, đông vực đột nhiên phát sinh dị biến, đã khiến cho không ít thánh nhân vương chú ý, bọn họ đặc biệt gửi tới lời mời, mời ngài qua đó cùng nhau thương nghị lông mày hát ngọc lão tổ nhíu lại, lộ ra vẻ kinh dị, đông vực nơi chật hẹp nhỏ bé kia, cho dù phát sinh biến cố lại lớn, cũng không đến mức kinh động chúng ta chứ, hắn thấy, nếu không có bình chướng của năm vực bảo hộ đông vực, hắn tự tin chỉ bằng sức một mình cũng đủ để diệt sát tất cả sinh linh. Đông vực, chờ chút, bình chướng năm vực, hát ngọc lão tổ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc khó có thể phát giác, chẳng lẽ bình chướng năm vực đã biến mất không còn tâm tích sao, đại trưởng lão lắc đầu, không phải như thế, mà là ở đông vực kia, đảng sinh ra một tôn yêu nghiệt hát ngọc lão tổ biểu môi, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, chẳng qua chỉ là một yêu nghiệt mà thôi, lão phu còn tưởng rằng là cái gì ở trung vực chúng ta thiên tài yêu nghiệp giống như sao trời nhiều không kể xiết cho dù là thánh địa hát ngọc chúng ta cũng nhìn mãi quen mắt không có gì là lạ đại trưởng lão nuốt nước bọt căng thẳng nói nhưng nếu vị thiên kiêu này có được thiên phú phân cao thấp với triệu đằng thì sao triệu đằng hát ngọc lão tổ rung lên bần bật hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với người này còn thường xuyên cảm thán vì sao đối phương không thể là đệ tử của mình mà thiên phú mạnh mẽ của triệu đằng sớm đã khiến cho toàn bộ trung vực thậm chí là năm vực đều chấn động người mang tư chất đại đế một khi cuộc khởi chắc chắn vô địch thế gian dẫn dắt một thời đại nhân vật như vậy quả thật ngàn vạn năm khó gặp nhưng bây giờ lại một vị quái thai khác nghi ngờ đẳng cấp này thế mà giáng lâm thế gian còn là xuất từ địa phương nhỏ ở đông vực kia trong lòng hát ngọc lão tổ tràn đầy hoang mang thực sự không cách nào nghĩ thông suốt nguyên do trong đó đúng lúc này đại trưởng lão nhìn ra lão tổ nghi hoặc vội vàng giải thích tên của yêu nghiệt kia là khương thần đệ nhất thế gia đến từ đông vực thương ngô khương gia ở bên trong đông vực được vinh dự là người đứng đầu thương ngô thập kiệt càng bởi vì sự tích huy hoàng của hắn mà trấn áp tất cả thiên kiêu cùng thế hệ được xưng là thiếu đế trước đó không lâu còn lấy tu vi nguyên thần cảnh tầng một quét ngang tất cả thiên kiêu nguyên thần cảnh ở đông vực triệt để đặt vững danh tiếng vô địch danh chấn năm vực mà lúc làm được tất cả những chuyện này hắn bất quá mới hơn hai mươi tuổi cái gì hơn 20 tuổi. Hắc Ngọc Lão Tổ đột nhiên động dung, cảm thấy khó có thể tin, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao đại trưởng lão đem người này đánh đồng cùng triệu đằng. Phần thiên phú này, phần chiến lực này đã gần như độc nhất vô nhị, khó có người sánh vai, cũng khó trách sẽ khiến những thánh nhân vương kia chú ý, có thể đoán được, yêu nghiệt cường hãn như thế, một khi chờ nó trưởng thành, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là đông vực bị trung vực áp chế quanh năm nếu để cho những người hạ đẳng kia đạt được lực phản kháng như vậy chắc chắn sẽ dẫn phát biến số để cho cục diện trung vực sẽ trở nên tràn ngập nguy cơ nghĩ tới đây hắc ngọc lão tổ lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc thế là hắn nhìn về phía đại trưởng lão trầm giọng nói lão phu hiểu rồi sau này nhất định sẽ đi gặp đại trưởng lão khẽ gật đầu cảm giác khẩn trương trong lòng hơi giảm bớt một chút nhưng mà hắn rất nhanh lại lâm vào do dự Loại cảm xúc này không thoát khỏi cảm giác của Hắc Ngọc Lão Tổ. Nói đi, còn có chuyện gì? Hắc Ngọc Lão Tổ nhíu mày, ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng lại để lộ ra uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão thấp thỏm trong lòng, cung kính chấp tay nói: Bẩm Lão Tổ, ngài bế quan quá lâu, có thể còn không biết, Thư Ngô Khương Gia sau lưng Khương Thần này có chút khúc mắt với Thánh địa Hắc Ngọc chúng ta, ô. Hắc Ngọc Lão Tổ hơi sững sờ, không khỏi phát ra nghi vấn. Khương Gia Thư Ngô kia ở Đông Vực có liên quan gì đến thánh địa hát ngọc ta đại trưởng lão vội vàng giải thích mấy ngày trước ta nhận được tin tức có ba vị đệ tử nội môn gặp bất trắc trong cảnh nội thương lăng vương triều một người bị quan viên thương lăng giết chết trên đường hai người bị phế bỏ tu vi sau đó bị tống vào trong nhà tù vương đô nói đến đây thanh âm hơi dừng lại lo lắng lão tổ không hiểu rõ bối cảnh của thương lăng vương triều lập tức bổ sung quốc quân của vương triều thương lăng này tên là khương sơn xuất thân từ khương gia thương ngô sau khi mượn nhờ bối cảnh gia tộc thành lập vương triều không chỉ lập thương ngô khương gia làm vương thất còn đem tộc trưởng khương đạo huyền tôn làm thánh tổ bởi vậy có thể thấy được thương lăng vương triều và thương ngô khương gia có liên quan chặt chẽ với nhau tình cảm của ba vị nội môn này về lý đều không thể tránh khỏi liên quan đến thương ngô khương gia buồn cười trong đôi mắt hắc ngọc lão tổ hiện lên một tia lửa giận hắn không ngờ rằng nhà mình lại có khúc mắt như vậy với đối phương hít sâu một hơi mạnh mẽ đè xuống lửa giận. Khương gia thương ngô này dám khinh thường thánh địa hát ngọc ta như thế, thật sự là cả gan làm loạn, tội đáng chém, nhưng mà, cân nhắc đến khương thần người này, chúng ta cũng không cần nóng lòng hành động hát ngọc lão tổ vút râu, trầm giọng nói, đợi lão phu cùng chư vị đạo hữu thương nghị, lại quyết định, nếu như có thể mời chào hắn đến trung vực chúng ta, tự nhiên tốt nhất, sinh tử của ba vị nội môn đệ tử kia, cũng là không quan trọng gì. Nhưng nếu không thức thời, vẫn kiên trì ở lại đông vực vậy không cần thiết tồn tại nữa. Khi tru diệt khương thần, hủy diệt thương ngô khương gia, để cho những hạng người vô tri ở đông vực biết được chúng ta lợi hại, sớm từ bỏ ý niệm chống cự, ngoan ngoãn chờ đợi bình chướng năm vực tiêu tán, để chúng ta tiếp quản đông vực, nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại đại trưởng lão lẻ loi một mình, ở trong đại điện trống trải này. Sau đó không lâu, ở nơi nào đó trong trung vực, có 10 vị thánh nhân vương tề tụ một chỗ, thương thảo chuyện biến cố đông vực liên quan tới nội dung cuộc thảo luận này ngoại giới không thể nào biết được chỉ có những cao tầng thế lực của thánh nhân vương này biết một chút còn biết thêm một tin tức đó chính là đối với thiếu đế khương thần những thánh nhân vương này cũng không lựa chọn xóa bỏ mà là áp dụng tiên lễ hậu binh đầu tiên là lấy lễ đối đãi chuẩn bị hứa hẹn đủ loại mê người với khương thần nếu như đối phương nguyện ý có thể lựa chọn gia nhập bất kỳ một thế lực thánh nhân vương nào trở thành thánh tử, được chú ý, hưởng thụ trọng điểm bồi dưỡng, còn có trưởng lão cảnh giới thánh nhân, thậm chí là lão tổ cảnh giới thánh nhân vương tự mình chỉ đạo, cũng truyền thụ các loại thần thông thuộc pháp, mà điều khiến những cao tầng thánh địa này cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là, một khi khương thần gia nhập bất kỳ một thế lực thánh nhân vương nào, đều sẽ lập tức đạt được một thanh thánh. Binh trân quý, làm bảo vật hộ thân, ngoại trừ những thứ này, sau khi bình chướng năm vực hoàn toàn tiêu tán, Thương Ngô Khương gia sau lưng hắn cũng sẽ được các đại thánh nhân vương tự mình sắc phong, ngồi vững bảo tọa thế lực đệ nhất đông vực một lần hành động trở thành người đại diện thánh địa trung vực ở đông vực tộc trưởng khương đạo huyền sẽ tạm thay thế chức vực chủ đông vực một loạt ưu đãi này không thể nghi ngờ đã thể hiện sự coi trọng cực cao của bọn họ đối với khương thần này nhưng mà tất cả cũng không phải là vô điều kiện bọn họ cần khương thần nộp một sợi chân linh bản nguyên của mình cho thánh địa làm sinh tử của bản thân đều do người khác nhất niệm định đoạt nếu khương thần này không biết tốt xấu từ chối đề nghị này. Bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, bóp chết hắn từ trong nôi, dù sao, một thiếu đế năm ấy chỉ hơn 20 tuổi đã tu luyện đến nguyên thần cảnh, tiềm lực to lớn, đã có tư chất đại đế, trong 10 vị vương của thánh nhân, Hắc Ngọc Lão Tổ là người được tán thành nhất. Dù sao giữa hai nhà đã có khúc mắt, nếu để Khương Thần thuận lợi trưởng thành, e rằng toàn bộ thánh địa Hắc Ngọc đều sẽ gặp phải nguy cơ bị diệt, nếu như đối phương đứng sai đội, về tình về lý, đều nên sớm bóp chết, tuyệt không lưu lại chút hậu hoạn nào, khi những cao tầng của thánh địa này nghe xong nội dung tin tức hiểu rõ được những điều kiện mê người này đều không ngoại lệ tin tưởng đối phương sẽ đồng ý gia nhập trận danh trung vực dù sao sau mấy năm thời gian lưu chuyển bình chướng năm vực sẽ không còn tồn tại mà đông vực luân hãm nếu không có gì ngoài ý muốn tự hồ đã trở thành kết cục không thể tránh khỏi mặc dù trong thế hệ trẻ tuổi có thiếu đế khương thần có thể chống lại dương đế triệu đằng nhưng trong thế hệ trước chỉ có chủ của ba đại hoàng triều và bốn vị cường giả cấp hoàng chủ như khương đạo huyền mới có thể miễn cưỡng chống lại thánh nhân cho dù bốn người này may mắn đột phá cảnh giới thánh nhân có thể đánh bại đại đa số thánh nhân cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của vương của thánh nhân chỉ vì chênh lệch giữa hai bên như là rảnh trời khó có thể vượt qua ở dưới bối cảnh như vậy bọn họ tin tưởng chỉ cần khương thần không ngốc tất nhiên sẽ lựa chọn gia nhập trận doanh trung vực đi về phía đại đạo bằng phẳng nên đón tương lai tươi sáng rất nhiều người vừa nghĩ tới quan cảnh tương lai, liền không khỏi kích động lên. Có lẽ trong tương lai, trung vực ta có song đế sóng vai, chiếu sáng năm vực, quái thai có thể thống trị một thời đại liên tiếp xuất hiện, ước vạn năm khó gặp, quả thật là hoàng kim đại thế, chẳng lẽ ở thời đại của chúng ta, sẽ có đại đế sinh ra? Đại đế Giáng sinh, vạn đạo thần phục, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành người chứng kiến thời đại mới, nếu như may mắn được nhìn thấy tư thế oai hùng vĩ đại của hắn, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy tâm tình bành trướng, ngay khi vô số người đang nghị luận ầm ĩ, 10 vị sứ giả do 10 vị thánh nhân vương chọn lựa đã xuất phát, đi tới bình chướng Nam vực, nhắm thẳng vào Thương Ngô Sơn, muốn gặp mặt thiếu đế Khương Thần. Ngày thứ hai Đông vực, huyền Đan Tông Trên trời cao, mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang. Cùng phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ xuống, một cổ không khí ngưng trọng mà áp lực tràn ngập ra, ở nơi nào đó, đám người tụ tập, rộn rộn ràng ràng. Trong bọn họ không chỉ có luyện đan đại sư của Huyền Đan Tông, còn có rất nhiều đệ tử. Là người khác chú ý nhất, là đan đạo thiên kiêu kiệt xuất nhất đương đại của Huyền Đan Tông Đường Cảnh Minh, mà bây giờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cùng một hướng. Trên đỉnh núi cách đó không xa. Một bóng lưng cao lớn sừng sững không ngã, phản phất tồn tại cùng thiên địa, đó là Huyền Đan tử, một trong tam đại luyện đan tông sư của Nguyệt Hoa hoàng triều, hắn đang đứng trước một cái đỉnh cổ xưa, xung quanh lấp lánh phù văn màu lam tinh quang từ trong những phù văn này thai ngén ra, tràn ngập giữa không trung, bảo vệ đang đỉnh. Đây chính là nguyên nhân hấp dẫn mọi người đến đây. Quan sát lão tổ nhà mình luyện đan, đối với bọn họ mà nói, nếu như thấy quá trình luyện đan của luyện đan sư cấp cao, sẽ bởi vì ngộ tính cá nhân khác nhau, từ đó đạt được trình độ cảm ngộ khác nhau. Húng chi, trình độ đan đạo của huyền đan tử đã gần tới viên mãn, cách cảnh giới đại tông sư chỉ một bước ngắn thủ đoạn tinh diệu mà hắn thi triển ra nhất định vượt xa tưởng tượng của mọi người, mà lần này luyện đan, càng là luyện chế thiên giai cực phẩm thượng thanh đan. Số lần luyện chế đan dược ở toàn bộ đông vực này đều cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua cơ hội khó được lần này, trong khi mọi người đang biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng, tràn ngập mong đợi nhìn chầm chầm vào thân ảnh huyền đan tử, thì cách đó không xa, một thanh niên tóc đen, vẻ mặt còn khẩn trương hơn cả bọn hắn người này chính là Khương Viêm đã ở huyền Đan Tông ba ngày. Hắn nhìn Đan Đỉnh phía trên, ánh mắt lập lòe, thấp thỏm không thôi. Sư Tôn, chờ ta đánh thức ngài, ngày xưa thực lực của ta yếu kém, chỉ có thể dựa vào ngài bảo hộ, mà bây giờ, ta đã có sức tự vệ, tương lai cũng sẽ càng cường đại hơn, sau này, hãy để ta tới bảo vệ ngài, ngài có thể chuyên tâm nghiên cứu Đan Đạo, rốt cuộc không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm gì, bất kỳ nguy hiểm gì, đều có ta một mình gánh chịu, Khương Viêm yên lặng thề trong lòng, vẻ mặt kiên định mà quyết tuyệt, đồng thời, suy nghĩ như tơ bay bay tới, những thời gian cùng sư tôn cùng trải qua. Những ân cần dạy bảo, những quan tâm tỉ mỉ kia, đều khắc sâu ở trong lòng, chưa từng có chút quên lãng nào, mặc dù mới đầu, hảo ý của sư tôn có thể là bắt nguồn từ sợ hãi tộc trưởng nhà mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, Khương Viêm hiểu rõ, sư tôn quan tâm là chân thật mà thâm hậu. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, ở trong lòng hắn, ngoại trừ ba vị trưởng bối là tộc trưởng đại nhân, gia gia, phụ thân này ra, sư tôn không thể nghi ngờ là tiền bối hắn kính trọng nhất, bởi vậy, hắn quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tỉnh lại sư tôn, thay người tái tạo thân thể, dùng cái này trả lại một bộ phận ân tình, thượng thanh đan, nhất định phải luyện chế thành công trong mắt Khương Viêm chiếu rọi ra hình dáng của đan đỉnh. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu như lần này luyện đan thất bại, muốn gom đủ tài liệu luyện chế thượng thanh đan, chỉ sợ lại phải chờ thêm hồi lâu. Từ khi sư Tôn Lâm vào yên lặng, khí tức thần hồn càng suy yếu. Nếu thời gian kéo dài quá lâu, chỉ sợ còn chưa tìm đủ tài liệu của Thượng Thanh Đan, sư Tôn đã hoàn toàn ngã xuống, cho nên lần luyện đan này, hắn không cược nổi, cũng không thể cược, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hồ Khương Viêm hít sâu một hơi, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào đan đỉnh, ngay cả mắt cũng không dám chớp một cái. Dưới ánh mắt của Khương Viêm và toàn thể đệ tử Huyền Đan Tông. Cuối cùng Huyền Đan tự chuẩn bị đã động trong lúc đưa tay, một đạo dị hỏa cấp thiên thượng phẩm hiển hiện ra, giống như một đầu trường long trên không trung, tiếng gầm rung trời động đất, kéo dài không thôi, bát hỏa nhanh chóng nhằm phía dược vương đỉnh. Trong nháy mắt khi hai bên tiếp xúc, phát ra một tiếng vang nặng nề, phản phất toàn bộ không gian đều đang rung rẩy, dị hỏa nhanh chóng bao trùm lấy dược vương đỉnh, liệt diễm hừng hực, nhiệt độ kinh người, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được nước mưa bàn bạc kia, ở dưới nhiệt độ kinh người bốc hơi hầu như không còn, ngay sau đó, Huyền đang tự hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, thể hiện ra thuộc luyện đang cấp độ tông sư. Lần lượt điều động thần thức, nguyên lực, dị, hỏa và sức mạnh thiên địa, bốn loại sức mạnh đang xen vào nhau, tinh luyện tinh hoa của dược liệu, mở rộng dược tính, hắn cẩn thận từng ly từng tí điều tiết cân bằng giữa các đại dược tính, ý đồ dung hợp chúng nó hoàn mỹ. Dị hỏa không ngừng thiêu đốt, khí tức càng thêm cường thịnh. Mấy canh giờ sau, cho dù huyền đan tử là đại tu sĩ thiên nhân cảnh nhưng cũng không nhịn được lộ ra vẻ mệt mỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán sắc mặt bất tri bất giác trở nên tái nhợt lồng ngực Phật phồng dùng dập thở hổn hển dường như mỗi một hơi thở đều đang tiêu hao khí lực còn sót lại của hắn nhưng mà cho dù thân thể mỏi mệt không chịu nổi nhưng ánh mắt huyền đan tử lại sáng ngời dị thường thậm chí so với bất cứ lúc nào trước kia đều sắc bén hơn sâu trong con ngươi càng tràn ngập nóng bỏng và chờ mong thiên giai cực phẩm đang dược a à, chỉ cần ta có thể thành công luyện chế ra thượng thanh đa này, nghĩa nhất định có thể có cảm ngộ nói không chừng còn có thể để cho ta cách cảnh giới đại tông sư gần thêm một bước. Trong lòng của hắn mặc niệm, thần sắc trở nên càng thêm kích động. Mọi người nín thở chờ đợi. Dị hỏa mặt ngoài dược vương đỉnh dần dần lắng lại, phản phất bị một bàn tay vô hình vuốt phẳng. Huyền đang tử vung tay lên, thu hồi dị hỏa. Tay hắn chợt kết pháp quyết, khiến cho nhiệt độ bên trong dược vương đỉnh bỗng nhiên hạ xuống sau một khắc bác đạo hào quang sáng chói từ trong đỉnh bắn nhanh ra tựa như sao băng cắt phá bầu trời đêm đợi khi ánh sáng dần dần tiêu tán một viên đan dược màu thủy lam ống ánh sáng long lanh hiện ra nó lơ lửng giữa không trung phản phất như một ngôi sao mặt ngoài tản ra quang mang nhàn nhạt tựa như sương sớm trong nắng sớm ẩn chứa sinh cơ bừng bừng đồng thời một cổ mùi thuốc cực kỳ nồng nặc tràn ra bốn phía tràn ngập trong không khí làm cho người ta vui vẻ thoải mái mọi người chỉ ngửi một cái, liền cảm thấy tinh thần tỏa sáng, phản phất như sâu trong linh hồn bị một dòng nước ấm nhẹ nhàng lướt qua, đây là thượng thanh đan, nghe đồn vật này chính là đệ nhất kỳ đan dưới thánh giai, hôm nay thấy được, quả thật là danh bất hư truyền, chỉ ngửi mùi hương thôi đã có ích với thần hồn của tu sĩ, nếu ăn vào, hiệu quả sẽ kinh người đến mức nào. Luyện đan đại sư thẩm hồi không nhịn được sợ hãi than nói. Cho dù là hắn, đối với viên đan dược trong truyền thuyết này, cũng chỉ nghe tên, chưa bao giờ thấy qua vật thật cho nên thấy lão tổ nhà mình luyện chế ra, mới cảm thấy đặc biệt kích động. Theo lời thẩm hồi vừa dứt, tất cả luyện đan đại sư bốn phía cũng đều cảm khái ngàn vạn. Đây chính là thiên giai cực phẩm kỳ đan A à nhìn chung toàn bộ đông vực, đang dược trân quý như thế đã bao lâu chưa từng xuất hiện qua, mà bây giờ, không chỉ xuất hiện, toàn bộ trình tự luyện chế còn đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Những điểm tinh diệu trong quá trình luyện chế đã in sâu vào trong đầu, khiến bọn họ đạt được cảm ngộ không nhỏ mà ở một góc nào đó, hai mắt khương viêm trận tròn, trong con ngươi lóe ra quang mang kích động cùng vui sướng. Trải qua thiên tân vạn khổ, hắn rốt cục đạt được thượng thanh đan có thể chữa trị thần hồn của sư tôn. Nếu như lại thêm hai cốt thánh nhân mà tộc trưởng đại nhân ban cho, nguyện vọng phục sinh sư tôn đã là có thể chạm tay tới. Sư tôn chờ ta, khương viêm nắm chặt hai tay, trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy phản ứng của sư tôn sau khi sống lại. Nghĩ tới đây khóe miệng không khỏi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười chờ mong. Giờ phút này, dưới ánh mắt tha thiết của mọi người, Thượng Thanh Đa như sao băng vạch phá chân trời, vững vàng rơi vào lòng bàn tay huyền đan tử. Hắn nhìn bốn phía chung quanh, thân ảnh đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ lần nữa xuất hiện, đã là đứng ở trước mặt Khương Viêm. Còn chưa chờ Khương Viêm mở miệng, huyền đan tử đã đưa Thượng Thanh đang tới trước mặt hắn. Tiểu hữu, may mắn không làm nhục mệnh thượng thanh đan đã luyện thành hương viêm nhìn viên thượng thanh đan mà mình hằng mơ ước trong lòng vô cùng kích động vương hai tay ra cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy đồng thời hắn nhạy bén chú ý tới sắc mặt huyền đan tử hơi tái nhật biết rõ đối phương vì luyện đan mà trả giá không nhỏ vì vậy hắn lập tức chấp tay nói lời cảm tạ đa tạ tiền bối tương trợ mặc dù đối phương đáp ứng luyện đan là có nguyên nhân của tộc trưởng đại nhân nhưng trong lòng Khương Viêm vẫn tràn ngập cảm kích đối với huyền đan tử. Nhưng huyền đan tử lại khoát tay áo, một cổ lực lượng vô hình nâng hắn dậy. Khương Viêm vừa đứng dậy đã phát hiện phía trước xuất hiện động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện tính vật lệnh bài do tộc trưởng đại nhân ban thưởng lại xuất hiện ở trước mắt. Tiền bối, ngài đây là, trên mặt Khương Viêm lộ ra vẻ hoang mang, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Tấm lệnh bài này là tính vật ngày sau xin nhà mình giúp đỡ một lần, Tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ cất giấu, nhưng không ngờ lại trả lại cho mình. Huyền Đan tử nhẹ giọng giải thích, "Lần này luyện đan, ta thu hoạch rất nhiều, đã là vừa lòng thỏa ý, về phần tấm lệnh bài này, xin tiểu hữu hãy trả lại cho tộc trưởng Khương." Đường Cảnh Minh nghe đến đó, hai mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn nhịn không được hỏi, "Sư tôn, chẳng lẽ ngài là, mặc dù không nói rõ, nhưng mọi người ở đây đều hiểu hàm nghĩa trong lời nói. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía huyền đan tử, chờ mong đối phương đáp lại. Huyền đan tử thấy thế, khẽ vuốt cầm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không sai, trong quá trình luyện chế thượng thanh đan, ta có cảm ngộ, cảnh giới tông sư đã không cách nào ngăn cản bước chân ta tiến lên, tối đa chỉ cần ba tháng, ta liền có lòng tin tấn cấp cảnh giới đại tông sư. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên, vô số đệ tử nhảy cẩn hoang hô, kích động không thôi, Đại Tông Sư. Đây chính là đan đạo Đại Tông Sư đó, nhân vật như vậy, ở đông vực ta đã bao nhiêu vạn năm chưa từng có, ha ha ha, một khi lão tổ đến cảnh giới này, liền có thể thoát ly hàng ngũ cửu Đại Tông Sư đông vực, chính thức trở thành Đại Tông Sư duy nhất đương thời, đứng đầu giới đan đạo đông vực, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Huyền đan tông ta nhất định có thể thừa cơ cuộc khởi, dẫn dắt giới đan đạo đông vực, trở thành đệ nhất đan tông, trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử huyền đan tông đều kích động đến không cách nào tự kiềm chế cũng không phải là bọn họ không đủ bình tĩnh mà là tin tức này thực sự quá rung động ngoài trung vực ra trong bốn vực còn lại số lượng đan đạo đại tông sư cũng chỉ có bốn người mà thôi một khi lão tổ nhà mình tấn cấp có thể trở thành đại tông sư thứ năm chính thức trở thành đệ nhất nhân giới đan đạo đông vực mà lúc này ánh mắt thẩm hồi đại sư luyện đang lấp lóe trên mặt toát ra vẻ hiểu ra vốn còn có chút nghi hoặc vì sao lão tổ lại từ bỏ tính vật lệnh bài của tộc trưởng khương tộc. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã nghĩ rõ ràng công công quấn quấn trong đó. Lão tổ, ngài thật đúng là mưu tính sâu xa thẩm hồi trong lòng tán thưởng không thôi. Lão tổ nhà mình lấy lý do tìm được cảm ngộ, quả quyết từ bỏ tính vật lệnh bài của khương tộc trưởng. Tuy rằng nhìn như đã mất đi một cơ hội xin giúp đỡ, nhưng lại giành được tình hữu nghị và hảo cảm của thương ngô khương gia. Nhìn từ góc độ lâu dài, loại thu hoạch này so với một lần cơ hội xin giúp đỡ càng trân quý hơn đang lúc thẩm hồi lòng tràn đầy ngưỡng mộ ngưng mắt nhìn bóng lưng lão tổ hương viêm vừa mới tiếp nhận tính vật lệnh bài từ trong tay huyền đan tử cũng rất giật mình hắn hoàn toàn không ngờ rằng đối phương trợ giúp mình luyện đan lại còn có thể có thu hoạch to lớn như thế đợi phục hồi tinh thần lại lập tức nói chúc chúc mừng tiền bối thu được cơ duyên như thế huyền đan tử nhìn lại vừa cười vừa nói tất cả những thứ này đều phải quy công cho tiểu hữu ngươi. Nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, ta làm sao có thể nhận được cảm ngộ này, nói xong, trong lòng thổn thức không thôi. Nếu như không có nhiều bố trí, cùng với dược vương đỉnh trong tay đối phương. Nếu muốn thành công luyện chế thượng thanh đan, xác suất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nếu luyện chế thất bại, sao có thể thu được cảm ngộ như ngày hôm nay, ngay sau đó, còn không đợi Khương Viêm mở miệng. Huyền Đan tử liền nhẹ giọng nói, thục luyện đang, hao tâm tổn sức hơi mệt mỏi cần nghỉ ngơi một lát chỉ sợ không thể cùng tiểu hữu nói chuyện lâu được mong rằng sau khi tiểu hữu trở lại thương ngô sơn thay ta thăm hỏi tộc trưởng khương gia nói xong phất tay dược vương đỉnh phiêu nhiên bay ra vững vàng rơi vào trước người khương viêm khương viêm thấy thế lập tức thu dược vương đỉnh vào trong thương ngô lệnh hắn hướng về phía huyền đan tử chắp tay nói nguyện tiền bối sớm ngày đột phá tới cảnh giới đại tông sư nếu ngày sau có cơ hội khương viêm nhất định sẽ đến nhà bái phỏng lần nữa tự mình biểu đạt lòng biết ơn với ngài dứt lời khương viêm không dừng lại nhanh chóng xoay người bay nhanh về phía thương ngô sơn thượng thanh đan và hài cốt thánh nhân hai bảo vật này trân quý biết bao ngoại trừ thương ngô sơn nhà mình ra bất cứ nơi nào tôi sử dụng đều không yên tâm sau khi khương viêm rời đi luyện đan đại sư thẩm hồi đi lên phía trước cung kính nói với huyền đan tử lão tổ có một chuyện cần báo cáo với ngài huyền đang tự khoát tay áo ngắt lời hắn chợt thản nhiên nói lúc này ta có chút tâm đắc vì giảm bớt ngoài ý muốn thuận lợi đột phá đến cảnh giới đại tông sư cần bế quan ba tháng trong lúc này không phải vạn bất đắc dĩ chớ quấy rầy nếu như gặp chuyện khó có thể giải quyết có thể phái người đi thiên kiếm tông xin thiên kiếm huynh giúp đỡ ta và thiên kiếm huynh tương giao nhiều năm giao tình không cạn hắn tất sẽ ra tay tương trợ nói xong hắn liếc nhìn bốn phía, nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói, về phần sự vụ trong tông này, vẫn giao cho tông chủ xử lý như cũ. Các ngươi cần tận tâm tận lực, không được có chút lười biếng, vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây nhao nhao quỳ xuống hành lễ nói, tuân pháp chỉ của lão tổ, huyền đan tử khẽ vuốt cầm, không ở lâu, vung tay áo lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đám người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi lão tổ biến mất, ánh mắt lấp lóe, cực kỳ nóng bỏng bọn họ biết rõ, chờ lần sau nhìn thấy lão tổ, chỉ sợ cũng là sau khi đối phương thành tựu đại tông sư. Đến lúc đó, huyền đan tông ta nhất định có thể cuộc khởi, nên đón cục diện huy hoàng chưa bao giờ có. Có người kích động nói. Đúng vậy, thiên kiếm tổ sư từng vì cơ duyên của tộc trưởng Khương Tộc mà đố ngộ kiếm thánh chi ý, khiến cho thiên kiếm tông trở thành thánh địa kiếm đạo đông vực. Huyền Đan Tông chúng ta cũng có hy vọng trở thành thánh địa đan đạo mà tất cả luyện đan sư đều tha thiết ước mơ một người khác phụ họa nói. Lại nói tiếp, huyền đan tông chúng ta cùng thiên kiếm tông cuộc khởi, tự hồ cũng không thể tách rời thương ngô khương gia, có người cảm thán nói. Ha ha, ta đã sớm nhìn ra, bởi vì cái gọi là, gần khương gia hưng thịnh, xa khương gia vong, tính toán tỉ mỉ những thế lực đã từng nịnh bợ thương ngô khương gia kia, bây giờ đều phát triển hừng hực khí thế, vượt xa trước kia, mà những thế lực đắc tội thương ngô khương gia kia, thì cơ hồ đều rơi vào kết cục bi thảm cả nhà đều diệt. Huyền Đan Tông chúng ta có thể từ một trong tứ đại Đan Tông đỉnh cấp của Nguyệt Hoa Hoàng Triều biến thành một trong tam đại Đan Tông đỉnh cấp, không phải là bởi vì Dược Vương Cốc bị diệt sao? Như thế xem ra ngày sau chúng ta nhất định phải nịnh bợ Thương Ngô Khương Gia mới được. Có người thấp giọng nói, nói không chừng cơ hội đột phá của ta ở trong đó chính là như vậy. Vẫn là sớm chuẩn bị xong lễ vật đi. Khương Viêm không phải nói hắn còn có thể lại đến Huyền Đan Tông chúng ta sao? Đến lúc đó khi chiêu đại hắn các ngươi lại nhân cơ hội dâng lên lễ vật được tỉ mỉ lựa chọn, dùng cái này để thành lập quan hệ, đây là chỗ tốt đối với tương lai, chính là vô cùng vô tận nhưng Khương Viêm là nhân vật như thế nào? Đó chính là người đứng thứ hai trên thiên kiêu bản đông vực chúng ta, hắn thật sự coi trọng lễ vật của chúng ta. Có người đưa ra nghi ngờ. a à, ngươi cũng đừng quên, cho dù bản thân Khương Viêm không cần, các tộc nhân cảnh giới hơi thấp phía sau hắn cũng có thể dùng được. Một người khác nhắc nhở tư chất đan đạo của khương viêm rất mạnh không kém tư chất tu luyện của hắn chút nào thậm chí còn từng đạt được danh hiệu tiểu đan vương chúng ta nên chuẩn bị nhiều bảo dược quý hiếm một chút mới có thể hợp ý cửa thành công đã mở rộng cho các ngươi tương lai tươi sáng ở ngay phía trước chỉ xem các ngươi tự mình nắm chắc như thế nào ánh mắt sư huynh thật đúng là độc đáo kiến giải sâu xa a à đa tạ sư huynh chỉ điểm hai ngày sau phụ cận thương ngô sơn bác thân ảnh như sao băng từ trên trời xẹt qua xuyên qua tầng tầng mây lưu quang bốn phía, giống như một dòng sông màu bạc bay nhanh trên bầu trời, tốc độ cực nhanh, thậm chí để lại một dấu vết cực kỳ chói mắt. Khương Viêm nhìn cảnh tượng phía trước, nội tâm tràn ngập kích động cùng vui sướng. Chỉ vì nhà của mình đã gần trong gang tấc, trong chốc lát, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước sơn môn Thương Ngô Sơn, vội vàng lấy Thương Ngô lệnh ra, kiểm tra thân phận, xuyên qua đại trận sơn môn. Sau đó, hắn trực tiếp đi về phía trưởng lão điện, gặp mặt vấn an phụ thân Khương Đạo Vân, gia gia Khương Hoàng Văn. Làm xong những thứ này, mới khởi hành tiến về Bạch Ngọc Kinh. Nếu bàn về ở nơi nào trên Thương Ngô Sơn an toàn nhất? Như vậy không thể nghi ngờ chính là Bạch Ngọc Kinh có tộc trưởng đại nhân tọa trấn. huống chi có thể thành công luyện chế thượng thanh đan, cùng với đạt được hài cốt thánh nhân, đều có liên quan cực lớn tới sự tồn tại của tộc trưởng đại nhân. Cho nên, lần này hắn trở về, về tình về lý đều phải gặp mặt tộc trưởng đại nhân một lần, cũng ở trong Bạch Ngọc Kinh, thay sư tôn trọng tố thân thể, đợi đến khi tiến vào Bạch Ngọc Kinh, Khương Viêm nhìn quanh bốn phía, phát hiện ba người Khương Hạo, Khương Nghị, Khương Tiện vì chuyện thần nguyên bảo khoáng mà tạm thời rời khỏi Bạch Ngọc Kinh. Về phần Khương Hàng và Khương Minh thì bởi vì công việc bận rộn nên không ở chỗ này. Chỉ để lại Khương Đạo Huyền Thân là chủ của Bạch Ngọc Kinh, cùng với Khương Thần vừa từ Thương Ngô học phủ trở về, Khương Viêm nhanh chóng đi đến trước mặt hai người. Đầu tiên là cung kính hành lễ với Khương đạo huyền, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Sau đó quay sang Khương thần, nhẹ giọng nói, "Gặp thần ca." Vừa dứt lời, Khương thần liền mở hai mắt ra. Nhìn gương mặt của Viêm đệ, vừa định mở miệng, lại nghĩ đến đại bá còn ở bên cạnh. Hắn chỉ có thể nhu thuận im lặng, cười cười đáp lại. Mà lúc này, Khương đạo huyền liếc Khương Vi một cái. Thấy trên mặt đối phương tràn đầy vui mừng, trong nháy mắt liền hiểu rõ hết thảy. Hắn khẽ vuốt cằm, giọng ôn hòa nói, Thượng Thanh đang luyện thành rồi, câu hỏi này khiến Khương Thần nhướng mày, theo bản năng nảy sinh nghi hoặc. Viêm đệ muốn luyện chế Thượng Thanh đang. Vì sao chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới, Khương Viêm nhảy bén phát giác nghi ngờ trong lòng Khương Thần. Hiểu được lúc này không giống ngày xưa, lấy vi thế của mình, đủ để chấn nhiếp bọn đạo chích, cũng có thể bảo vệ sư tôn an toàn. Vì vậy, hắn không chần chờ nữa, lúc này nói ra toàn bộ quá trình quen biết với sư tôn. Theo lời hắn tự thuật, lông mày khương thần giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta luôn cảm thấy ngươi không giống người thường, thì ra là bởi vì có một sợi tàn hồn thiên nhân làm bạn. Nhưng đây cũng chính là phúc phận và tạo hóa của ngươi. Viêm đệ, nếu vị chu tiền bối này không chỉ thu ngươi làm đồ đệ, còn dốc hết sở học, thậm chí không tiếc mạo hiểm hình thần câu diệt, nhập vào ngươi, giúp ngươi tru diệt vị vạn tượng kia của dược vương cốc con cháu khương gia ta ân quán rõ ràng phần ân tình này vô luận như thế nào cũng phải hồi báo nói đến đây thanh âm hơi dừng lại hắn nhìn thẳng vào mắt khương viêm trầm giọng nói viêm đệ thay chu tiền bối tái tạo điều kiện cần thiết cho thân thể nếu như thiếu ta tất dốc hết toàn lực bù đắp cho ngươi giọng điệu khương thần rất kiên định dường như chỉ cần đối phương mở miệng hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi hoàn thành vừa dứt lời trong lòng khương viêm dâng lên một cỗ ấm áp dù sao đối phương cũng không biết mình đã gom đủ tất cả điều kiện nhưng dưới tình huống như vậy vẫn có thể làm ra hứa hẹn như thế có thể thấy được đối phương là thật tâm thật ý muốn trợ giúp mình mau chóng để sư tôn trọng tố thân thể lúc này dưới ánh nhìn chăm chú của khương thần khương viêm hít sâu một hơi chợt lắc đầu trầm giọng nói thần ca hảo ý của người ta tâm lĩnh nhưng xin yên tâm, thay sư tôn tôn trọng tất cả điều kiện tố thân thể, ta đều đã chuẩn bị đầy đủ, ngươi hoàn toàn không cần phí tâm. Cương thần hơi sững sờ. Lập tức quay đầu nhìn về phía đại bá. Thấy thần sắc đối phương như thường, tự hồ đã sớm biết được hết thảy. Lại nhìn lại thần sắc của hai người này. Nhìn vài lần, hắn rốt cuộc phát giác ra cái gì. Lập tức nhịn không được cười lên, xem ra ngươi đã tìm tộc trưởng đại nhân giải quyết việc này ngược lại vi huynh lo lắng nhiều a à, khương viêm có chút xấu hổ gãi đầu chợt quay đầu nhìn về phía tộc trưởng nhà mình cặn kể kể lại chuyện mình trải qua ở huyền đan tông đợi giảng thuật xong hắn lại lấy từ trong ngực ra tấm lệnh bài tính vật huyền đan tử trả lại cung kính hai tay trình lên khương đạo huyền nhận lệnh bài trong ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng huyền đan tử này tâm tư tinh tế Dùng ý của hắn đã như gương sáng chiếu rọi vào lòng ta nói xong nhẹ nhàng vung lên lệnh bài liền biến mất không còn tâm tích làm tộc trưởng tự nhiên có thể thấy rõ thâm ý của huyền đan tử nguyện ý từ bỏ lợi ích trước mắt lựa chọn giao hảo với khương gia tìm kiếm lợi ích lâu dài đối phương cũng coi như là một người kỳ diệu khương đạo huyền thu hồi suy nghĩ nhìn khương viêm ôn hòa nói chọn ngày không bằng gặp ngày nếu tài liệu cần thiết đều đã đầy đủ vậy thì ở bạch ngọc kinh thay chu đạo hữu tái tạo thân thể đi ngươi cứ yên tâm, nơi đây có ta, tự nhiên hóa giải vạn nan, không cần lo lắng. Khương Viêm nghe vậy trong lòng vui vẻ. Hắn vốn đã có dự định này, nhưng lại ngại mở miệng với tộc trưởng đại nhân, cho nên sau khi nghe đối phương chủ động nói đến việc này, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Khương Viêm cố nén kích động trong lòng, vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. đa tạ tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền xua tay, không thèm để ý nói, chúng ta đều là người một nhà, một chút việc nhỏ sao đáng nhắc đến. Húng chi, người này trợ giúp ngươi rất nhiều, trưởng bối như ta, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe được lời này, Khương Viêm rốt cục yên lòng. Hắn không do dự nữa, lập tức lấy thư ngô lệnh ra, cũng lấy thượng thanh đan từ trong đó ra cho hài cốt thánh nhân, thấy tình hình này, trong mắt Khương thần lóe lên một tia cảm xúc khó có thể nói rõ. Hắn biết rõ, Viêm đệ mặc dù dựa vào tộc trưởng đại nhân tương trợ, mới đạt được hài cốt thánh nhân, cùng với thành công luyện chế thượng thanh đan nhưng người gom đủ bảo dược cần thiết cho thượng thanh đang lại là viêm đệ vừa nghĩ tới đủ loại khó khăn và không dễ trong đó hắn không nhịn được cảm thấy có chút lo lắng hắn thật sự khó có thể tưởng tượng ở trong thời gian dài đằng đẵng kia đối phương lẽ loi một mình như thế nào vượt qua những thời khắc gian nan kia cũng gom góp những bảo dược này cũng khó trách lúc trước ngươi sẽ lộ ra thần sắc như vậy trong lúc nhất thời khương thần không khỏi có chút hoảng hốt Suy nghĩ dường như bay trở về trong nháy mắt chạy tới tâm kiếm tông. Hắn vốn cho rằng tâm tình của đối phương không tốt là do Dược Vương cốc gây nên. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình còn phức tạp hơn mình tưởng tượng nhiều. Thượng Thanh Đan, viên thiên giai cực phẩm đang dược trân quý này, mới là nguyên nhân chân chính làm cho đối phương tâm thần mệt mỏi, viêm đệ, vì sao ngươi ngu dốt như vậy, chuyện quan trọng như vậy lại chưa từng lộ ra chút tin tức nào với ta, nghĩ đến đối phương tình nguyện chính mình yên lặng thừa nhận cũng không nguyện hướng chính mình xin giúp đỡ. Trong lòng Cương Thần không nhịn được dâng lên một luồng buồn bực. Nhưng mà, nhớ lại tính cách của đối phương, chút nộ khí vốn không nhiều trong lòng kia, trong nháy mắt tiêu tán, không còn sót lại chút gì, đây chính là ngươi à, đệ đệ ngốc của ta. Cương Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đồng thời, đối với rất nhiều lưu ảnh Thạch viêm để mang về cho mình, lại sinh ra một loại tình cảm khác trên đường tìm kiếm bảo dược cần thiết để luyện chế thượng thanh đan hắn vẫn không quên dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại cảnh sắc tuyệt đẹp trên đường đi của mình loại hành động nhìn như ngốc nghếch này lại làm cho hắn cảm động không thôi trong phút chốc hình ảnh quá khứ hiện lên trước mắt khương thần hết thảy đều phản phất như hôm qua đối phương đứng trước người mình mặt mang ý cười lời thề son sắc nói thần ca ta cố ý góp nhặt chín trăm chín mươi chín khối lưu ảnh thạch để ghi chép cảnh đẹp thiên hạ chỉ vì cho ngươi xem một chút trong lòng khương thần dâng lên một dòng nước ấm không khỏi nỉ non nói viêm đệ ngươi thu thập những cảnh đẹp này vi huynh rất thích a à, nói xong đem những ký ức trân quý này giấu sâu trong đáy lòng ánh mắt nhìn về phía khương viêm cũng theo đó mà phát sinh biến hóa dần dần kiên định từ nay về sau không cần che giấu như thế nữa chỉ vì chúng ta đều là hậu duệ của đại đế cổ trong trời đất rộng lớn này dù là trời xanh cao cao tại thượng cũng không cách nào để cho chúng ta tránh lui càng không nói đến những sinh linh bé nhỏ không đáng kể kia đợi xong chuyện ở đây, ta sẽ cho ngươi lãnh hội sự huy hoàng và vinh quang ngày xưa của thương ngô khương gia ta, trong lòng khương thần nghĩ như thế. Chợt chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người đại bá. Hắn từng hứa hẹn với đại bá, tin tức liên quan tới mình chính là đế tộc, tuyệt đối không dễ dàng tiết lộ cho người khác. Nhưng mà, ngay hôm nay, hắn quyết tâm vi phạm hứa hẹn này, bởi vậy cần nói rõ với đại bá, cũng cầu đối phương cho phép. Nghĩ đến đây, tâm niệm Khương Thần vừa động, trong nháy mắt truyền đạt tất cả ý nghĩ của mình cho đối phương thông qua thần thức. Đế tộc, sau khi nghe thấy tính toán của Khương Thần, đầu tiên Khương Đạo Huyền sửng sốt. Chợt nhớ lại, mình đúng là một năm trước đã từng đề cập tới việc này. Vì vậy, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Khương Thần, hắn ta vẫn nở nụ cười, khẽ vuốt cầm, tỏ vẻ đồng ý hô Khương Thần thấy thế, không khỏi giãn lông mi ra, thở phào nhẹ nhõm hắn yên lặng nhìn Khương Viêm. Mắt sáng ngời, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng đậm. Cùng lúc đó, Khương Viêm đang hết sức chăm chú thi triển viêm quyết, cẩn thận từng ly từng tí tinh luyện dược tính của Thượng Thanh Đan. Mắt thấy thời điểm đã đến, lúc này lấy ra chiếc nhẫn ẩn dấu tàn hồn của Sư Tôn. Tế ra tất cả lực lượng thần hồn, bắt đầu thử thức tỉnh ý thức của Sư Tôn, thời gian trôi qua như nước chảy, chiếc nhẫn vẫn không hề có phản ứng. Sắc mặt Khương Viêm càng tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc như mưa, lặng lẽ chảy xuống dưới. Nhưng ánh mắt hắn lại kiên định dị thường, tựa như bàn thạch, cắn chặt môi, không ngừng thúc giục lực lượng thần hồn xâm nhập vào bên trong không gian chiếc nhẫn. Trong phiến hư vô đen kịch kia, hắn tìm kiếm khắp nơi chẳng có mục đích. Ngay khi lực lượng thần hồn không ngừng tiêu hao, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Đột nhiên, phía trước truyền tới một gợn sóng yếu ớt. Trong bóng tối vô tận, Khương Viêm rốt cục bắt được một tia quang minh, ánh sáng kia giống như ánh bình minh ban mai, phá sáng mà ra, sư tôn Khương Viêm trong nháy mắt trợn to hai mắt, không khỏi lệ nóng doanh trồng, chỉ thấy nguồn gốc của ánh sáng kia, chính là một lão giả thân hình hư ảo, lão giả nhắm hai mắt lại, như bị hắc ám vô tận thôn phệ, lâm vào ngủ say thật sâu. Quang mang rực rỡ lóa mắt quanh thân hắn giờ đã ảm đạm không ánh sáng, như bị năm tháng ăn mòn, mất đi hào quang vốn có, bên ngoài thân, lại che kín đại lượng vết trạng nhìn thấy mà giật mình. Từ xa nhìn lại, giống như một món đồ sứ đã trải qua phong sương yếu ớt đến mức dường như có thể vỡ nát ầm ầm bất cứ lúc nào mà bây giờ hắn đang lẳng lặng lơ lửng trong bóng tối giống như đang đợi khương viêm đến thấy tình hình này khương viêm đột nhiên động dung trước kia hắn luôn cảm thấy hai chữ tịch mịch trong miệng sư tôn mơ hồ không rõ không thể nào hiểu được hàm nghĩa và tính nghiêm trọng chân chính của nó nhưng mà giờ phút này hắn lại như bị nước lạnh dội vào đầu bừng tỉnh đại ngộ hắn có thể cảm giác được rõ ràng tốc độ suy bại của thần hồn sư tôn vượt xa tưởng tượng của mình, nếu không có cách nào kịp thời ngăn chặn, như vậy thần hồn của đối phương, nhiều nhất còn có thể duy trì nửa năm, thì ra thời gian để lại cho ta, cho tới nay, đều chỉ có không đến hai năm sau, Khương Viêm thấp giọng tự nói, trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc khó hiểu. Ánh mắt hắn cũng theo đó mà biến hóa, nhiều thêm một chút nghi hoặc khó nói lên lời. Sư tôn, lúc trước có lẽ ngài không ngờ tới, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ta có thể luyện thành thượng thanh đan cho nên, lần ngài ra tay kia là đã quyết định bỏ qua tính mạng của mình mà không tiếc bất cứ giá nào tới cứu ta ầm ầm ý nghĩ này tựa như sấm sét nổ vang trong đầu khiến tâm tình của hắn trở nên vô cùng phức tạp nhưng rất nhanh khương viêm nắm chặt hai tay đem tất cả suy nghĩ hỗn loạn ném ra sau đầu khi nhìn về phía tàn hồn của dược lão lần nữa trong mắt chỉ còn lại sự kiên định ngài xả thân cứu ta ngày xưa hôm nay ta nhất định phải cứu ngài trở về vừa dứt lời khương viêm không do dự nữa lập tức điều khiển dị hỏa tạm thời dung nhập dược lực của thượng thanh đang vào trong cơ thể mình lại lấy bản thân làm dẫn cẩn thận từng ly từng tí độ tất cả dược lực cho đối phương rất nhanh dược lực của thượng thanh đang giống như điểm điểm tinh quang tràn ra bốn phía chảy xuôi toàn thân dược lão bám vào bên ngoài thân thể không ngừng chữa trị thần hồn rách nát không chịu nổi của lão dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của khương viêm thần hồn của dược lão bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được rất nhiều vết nứt bên ngoài thân thể cũng dần dần khép lại ánh sáng thần hồn toàn thân như ngọn nến bị đốt cháy, đột nhiên sáng rực lên, chiếu rọi bốn phía, xua tan bóng tối, hiệu quả của thượng thanh đan này lại rõ rệt như thế, đôi mắt Khương Viêm sáng ngời, không khỏi vui mừng quá đổi, cho dù là ôm lòng tin cực lớn đối với thượng thanh đan, nhưng cũng không có nghĩ qua sẽ sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi như thế đối với sư tôn, mà dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Khương Viêm. Dược lão vốn còn đang nhắm chặt mắt, bỗng nhiên lông mi khẽ rung, chậm rãi mở hai mắt ra trong con ngươi toát ra một chút mê man ngẩng đầu nhìn lại đập vào mi mắt là một gương mặt thanh niên khiến hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ gương mặt kia đã không còn non nớt trở nên càng thêm kiên nghị ngũ quan cũng càng thêm thâm thúy trên người mơ hồ tản ra một loại khí chất trầm ổn thiếu chủ dược lão trợn to hai mắt trong lòng nhịn không được rung lên hắn tuyệt đối không ngờ rằng mình lại còn có một ngày thức tỉnh mà sau khi cảm nhận được dị thường trên người hắn trong nháy mắt phân biệt ra đây chính là dược lực của thượng thanh đan thượng thanh đan ngươi thật sự làm được dược lão mặt mũi tràn đầy không dám tin vốn tưởng rằng mình sẽ bám lên người đối phương đánh chết vạn tượng của dược vương cốc sau đó sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say cho đến khi chết đi hoàn toàn nhưng mà đối phương lại xoay chuyển hết thảy thật làm được chuyện nhìn như không có khả năng làm được kia ngay sau đó còn không đợi dược lão bình phục tâm tình đã nhảy bén phát giác được tu vi cảnh giới của đối phương thình lình đã đạt đến vạn tượng cảnh thất trọng điều này sao có thể? Phải biết trước khi mình rơi vào yên lặng, đối phương vẫn chỉ dừng lại ở nguyệt luân cảnh mà thôi. Có thể một đường hát vang tiếng mạnh tu luyện tới vạn tượng cảnh thất trọng. Hiện tại rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm, là 3 năm? Hay là 5 năm? Hoặc là 10 năm? Ánh mắt dược lão phức tạp, nhìn gương mặt Khương Viêm, run rẩy hỏi, thiếu chủ, hiện tại đã qua bao lâu rồi? Khương Viêm khẽ cười nói, sư tôn, Cách ngài lâm vào ngủ say, còn chưa đến một năm lời nói bình tĩnh vừa dứt, lại giống như một đạo sấm sét nổ vang trong lòng dược lão. Hắn vốn tưởng rằng thời gian đã trôi qua mấy năm, nhưng không ngờ chỉ qua một năm. Trong chốc lát, thần sắc dược lão trở nên phức tạp. Hắn khó có thể tưởng tượng, đối phương vì trong thời gian cực ngắn này đạt thành mục tiêu, đến tột cùng trải qua gian khổ như thế nào, nhưng mà, tất cả suy nghĩ, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. Thiếu chủ, trong những ngày này, vất vả cho ngươi khương viêm lắc đầu trầm giọng nói sư tôn bây giờ còn không phải là thời điểm ôn chuyện xin ngài mau chóng hấp thu những dược lực này chớ có lãng phí đợi chữa trị tốt thần hồn ta sẽ dùng bộ hài cốt bên ngoài kia tái tạo thân thể cho ngài dược lão từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại hắn khẽ gật đầu bắt đầu thi triển lực lượng còn thừa không nhiều liều mạng hấp thu dược lực của thượng thanh đang chung quanh sau khi chủ động hấp thu tốc độ chữa trị của thần hồn trong nháy mắt tăng mạnh mấy lần chỉ chốc lát sau trạng thái bản thân đã khôi phục đến trước khi yên lặng thậm chí ngay cả bộ phận vốn không trọn vẹn cũng là dần dần bổ sung đầy đủ càng thêm cường đại lên nhận thấy được điểm này ngoài mừng rỡ dược lão không khỏi có chút cảm khái hồi tưởng lại những chuyện đã qua hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì lựa chọn của mình năm đó nếu như lúc trước hắn tự cao tự đại không lựa chọn truyền thừa y bác của khương viêm như vậy mình bây giờ, lại có thể nào đạt được tạo hóa như vậy? Khương Viêm và Dược Lão cùng nhau phát lực. Khương Thần ở trong Bạch Ngọc Kinh cũng nhảy bén phát giác được, trong những của Viêm để có một cổ lực lượng thần hồn cường đại dị thường đang khôi phục. Cổ lực lượng này như là mặt trời mới mọc, dần dần bộc lộ tài năng, càng thêm chói mắt, trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra chu tiền bối đã thuận lợi thức tỉnh. Chỉ là không biết, chuyện tái tạo thân thể này, có thể thành công hay không trong lòng Khương Thần vốn còn có chút lo lắng, nhưng sau khi liếc mắt nhìn đại bá một cái. Chút lo lắng này trong nháy mắt tan thành mây khói, có đại bá gần như không gì không làm được ở đây. Hắn tin chắc rằng, cho dù là đại thánh trong truyền thuyết giáng lâm, đại bá cũng tất có đối sách, thời gian chậm rãi trôi qua. Mười hơi thở sau. Bác đạo quan mang màu xanh thẳm từ trong giới chỉ của Khương Viêm lộ ra, ngưng tụ ở phía trên, hiển lộ ra thân ảnh hư ảo của một vị lão giả, từ sau khi dược lão gửi thân vào không gian giới chỉ đây là lần đầu tiên hắn chủ động xuất hiện ở bên ngoài mà biến hóa này bắt nguồn từ hiệu quả cường đại của thượng thanh đan khiến thần hồn đạt được tăng cường to lớn rốt cuộc có thể thoát ly giới chỉ trói buộc giờ phút này khi thần hồn dược lão xuất hiện ở bạch ngọc kinh ánh mắt lập tức rơi vào trên người khương đạo huyền hắn hướng mặt về phía đối phương đang muốn cúi người quỳ lạy để bày tỏ ý tôn kính nhưng ngay khi hắn sắp mở miệng khương đạo huyền lại mở miệng trước cười nói chu đạo hữu có lẽ hôm nay mới xem như lần đầu chúng ta chân chính gặp nhau đúng không? Dược lão nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Nhưng mà, khi hồi ức trước kia xông lên đầu, nội tâm phản phất bị một đạo kinh lôi vô hình đánh trúng, chấn động không thôi, sắc mặt Dược lão dần dần trở nên cổ quái. Tiếp theo hóa thành một nụ cười chua xót. Hắn lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra lúc trước, ta quả thật không cách nào chạy thoát tuệ nhãn của ngài. Ở thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ngài quả nhiên đã nhìn rõ sự tồn tại của ta. Tất cả những chuyện này đều không phải ảo giác giấu ở trong không gian giới chỉ. Lần đầu tiên gặp mặt vị khương tộc trưởng này, đối phương từng ban cho khương viêm mấy món bảo vật trân quý. Trong đó có một cốc địa giai hạ phẩm linh thảo, tên là an thần thảo. Trùng hợp là tác dụng của vật này chính là thứ mình cần tẩm bổ thần hồn. Trùng hợp như vậy đã sớm khiến hắn sinh lòng nghi ngờ. Hoài nghi tộc trưởng khương đã nhìn thấu mình. Nhưng mà đối phương từ đầu đến cuối không có nói gì để cho suy đoán của hắn một mực không có đạt được chứng thực cho đến hôm nay tộc trưởng khương đã chủ động nói ra việc này dược lão mới vững tin suy đoán của mình lúc trước không sai đối phương quả thật chỉ dựa vào một cái liếc mắt đã nhìn thấu chiếc nhẫn phát hiện sự tồn tại của mình khương tộc trưởng nhân vật như ngươi thật đúng là sâu không lường được cường đại đến mức khiến ta cảm thấy sợ hãi dược lão cảm khái ngàn vạn càng cảm thấy thực lực của đối phương sâu không lường được nhớ lại lúc đó bản thân khi đó tuy vẫn là thân thể tàn hồn nhưng bản chất vẫn là thiên nhân cảnh viên mãn mà trái lại đối phương bày ra tu vi thực lực lại chỉ là tử phủ cảnh chỉ là một tử phủ tu sĩ làm sao có thể rình ra được sự tồn tại của mình đáp án rõ ràng từ đầu đến cuối đối phương đều đang che giấu thực lực chỉ có như thế mới có thể giải thích rõ ràng những sự tích nhìn như không thể tưởng tượng thậm chí là trái với lẽ thường kia mà đối với tu vi chân thực của tộc trưởng khương dược lão còn không cách nào kết luận, chỉ có thể suy đoán, ít nhất là trên thánh nhân cảnh. Nhưng mà chuyện này lại dẫn phát một vấn đề mới. Hình như quy tắc của vùng thiên địa này có hạn chế, đủ để ngăn cản bước chân của tất cả thiên nhân, khiến bọn hắn không thể tiến giai thánh nhân. Hoàn cảnh ác liệt như vậy, khương tộc trưởng lại làm sao có thể phá vỡ hạn chế này? Dược lão trao mày trong lòng tràn ngập hoang mang. Cùng lúc đó, khương đạo huyền chuyển tầm mắt sang khương viêm, nhẹ giọng nói. Nếu đã thay chu đạo hữu tu bổ thần hồn, như vậy kế tiếp, nên thay hắn tái tạo thân thể. Viêm nhi, ngươi cứ việc toàn lực ứng phó, nếu như gặp cửa ải khó khăn, ta sẽ ra tay tương trợ vân. Cương viêm trong lòng khẳng định. Lập tức thi triển viêm quyết, khiến nhiều loại dị hỏa tuôn ra, bao phủ hài cốt thánh nhân. Đợi làm xong những thứ này, hắn gia nan ngẩng đầu, nói với dược lão, sư tôn. Xin ngài thúc giục lực lượng, dung hợp bộ hài cốt này, Dược lão vô thức quay đầu, nhìn về phía thiếu chủ. Khi thấy rõ hài cốt trong tay đối phương hiện ra hào quang màu vàng, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, sững sờ ngay tại chỗ, chuyện này, đây là hài cốt thánh nhân. Trong giọng nói của dược lão mang theo một tia run rẩy. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm, thiếu chủ không chỉ gom góp thượng thanh đan, còn tìm được một bộ hài cốt thánh nhân, phải biết rằng hài cốt ở cấp bậc này cũng không phải là thứ có thể tùy ý thấy được đặc biệt là ở đông vực, nơi đặc thù không thể sinh ra thánh nhân, loại vật này, đến tột cùng là thiếu chủ lấy được từ nơi nào, đối mặt với kinh hỷ liên tiếp này, dược lão chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nhưng nghĩ đến tộc trưởng Khương Gia còn ở trước mặt. Vì để tránh cho xấu mặt, hắn vẫn là hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc. Chợt lại nhìn về phía hài cốt thánh nhân, trong con ngươi lóe ra quan mang mong đợi. Có vật này tương trợ, thánh nhân có hy vọng, hắn tin tưởng, chỉ cần chờ kết giới năm vực tản đi, mình liền có thể tùy thời dẫn tới thiên kiếp, đột phá cảnh giới thánh nhân, nghĩ tới đây, dược lão không do dự nữa, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hài cốt thánh nhân. Tiếp theo thân hóa thành lưu quang, bắt đầu dung hợp với hài cốt. Thấy tình hình này, Khương Viêm không dám khinh thường, lập tức bắt đầu thi triển bí pháp ghi lại trong viêm quyết. Bác cổ lực lượng vô hình khuếch tán ra, rơi vào trên hài cốt thánh nhân. Trong phút chốc, Ánh sáng chói lọi, vô cùng rực rỡ, chiếu rọi bốn phía, lực lượng thiên địa hội tụ, ngưng kết ở mặt ngoài xương cốt, giống như áo giáp bao phủ toàn thân, chỉ chốc lát sau, đợi hào quang ảm đạm xuống. Bộ hài cốt này lại giật giật như kỳ tích. Chậm rãi nâng bàn tay lên. Hào quang theo đó tiêu tán, khiển lộ ra một bàn tay lớn trắng ngoãn như ngọc. Tiếp theo, ánh sáng triệt để thối lui. Xuất hiện ở trong mắt mọi người, rõ ràng là một vị lão giả mặc áo bào trắng. Áo bào này chính là do thiên địa chi lực thuần túy biến thành, mà tướng mạo thì giống hệt Dược lão. Đây là bởi vì ở trong phương thế giới này, tướng mạo tu sĩ thường thường là tướng do tâm sinh. Cho nên hài cốt thánh nhân mới có thể ngưng tụ ra tướng bản ngã của đối phương, mà vào lúc này, khí tức trên người Dược lão đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 1, vẫn còn đang tiếp tục tăng cường. Dựa theo tốc độ này, không tới mấy tháng, chắc là có thể khôi phục tới tu vi thiên nhân cảnh viên mãn đỉnh phong sau đó dược lão thu lại nội tâm kích động cung kính cúi đầu với khương đạo huyền chu trần bái kiến khương tộc trưởng khương đạo huyền khẽ gật đầu đánh giá đối phương vài lần ôn thanh hỏi nếu đạo hữu đã tái tạo thân thể như vậy ngày sau có tính toán gì không lời vừa nói ra khiến vẻ mặt khương viêm trong nháy mắt trở nên khẩn trương không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác lo được lo mất hắn biết rõ sở dĩ sư tôn ở lại bên cạnh mình một là bởi vì tàn hồn bị vây ở trong giới chỉ không cách nào thoát thân, hai là tìm người tái tạo thân thể cho mình. Mà bây giờ, hai mục tiêu này đều đã đạt thành. Sư tôn dường như cũng không cần thiết tiếp tục ở bên mình nữa. Hắn có rời đi không? Đang lúc Khương Viêm suy nghĩ ngàn vạn, cảm thấy lo lắng. Chỉ nghe thanh âm dược lão chậm rãi vang lên, ta từng bị người khác làm hại, mới đột nhiên gặp biến cố, rơi vào kết cục như thế vốn tưởng rằng đời này vô vọng, lại không nghĩ rằng, chiếm được ít, Khương Viêm trợ giúp, giúp ta thay đổi vận mệnh, có tạo hóa tái tạo thân thể, nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại, ngữ khí bỗng nhiên trở nên tan thương cùng thoải mái đối với những người từng hại ta, Vì trong lòng ta có oán hận, nhưng thời gian lưu chuyển, thương hải tan điền, những ân oán kia đã như mây khói, không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ, ta chỉ nguyện quý trọng tất cả mọi thứ trước mắt, Chu Trần Lý Khương Viêm bên cạnh một cái, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu đứa nhỏ khương viêm này không chỉ là đệ tử ta thu nhận truyền thừa kéo dài càng là thân nhân duy nhất của ta trên thế giới này mặc dù thế giới bên ngoài rộng lớn vô ngừng nhưng với ta mà nói lại xa lạ nhàm chán xa không bằng có thân nhân làm bạn tới ấm áp mà trước mắt mặc dù ta ở trên con đường tu luyện không cách nào trợ giúp cho đứa nhỏ này quá nhiều nhưng trên con đường luyện đan ta lại có tâm đắc có thể truyền thụ hết cho hắn giúp hắn trưởng thành huống chi tính mạng của ta chính là do khương gia cứu bây giờ ta nguyện vì khương gia cuộc khởi tận một phần sức mọn chu trần dời ánh mắt nhìn về phía khương đạo huyền không mình hành lễ nói khẩn cầu tộc trưởng khương đáp ứng để cho ta ở lại thương ngô sơn vì khương gia ra sức khuyển mã từ nay về sau bất kể có chỉ thị gì cho dù là chịu chết ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố không hề quán hận dứt lời khương viêm thần sắc buông lỏng ở sâu trong nội tâm dâng lên một cổ vui sướng khó nói lên lời sư tôn nguyện ý ở lại thương ngô sơn đây không thể nghi ngờ là kết cục mà hắn muốn nhất nhưng hắn cũng hiểu được điều này còn cần tộc trưởng đại nhân đồng ý nếu như đối phương đồng ý vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt nhưng nếu không đồng ý nghĩ tới đây trong lòng khương viêm không thể tránh khỏi hiện ra một tia lo lắng cùng lúc đó cương thần lại có vẻ bình tĩnh dị thường hắn lạnh nhạt nhìn viêm đệ một chút lúc này lợi dụng thần thức truyền âm an ủi đối phương là người luôn bầu bạn bên cạnh đại bá. Hắn biết rõ lấy tính cách của đại bá, nếu quả thật không có hứng thú đối với vị chu tiền bối này, tuyệt sẽ không nói nhiều như vậy. Mà bây giờ, đối phương chủ động đầu nhập thương ngô sơn, cũng xem như là hợp ý của đại bá. Sự thật cũng đúng như Khương Thần dự liệu. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, trầm giọng nói, có thể. Theo Khương Đạo Huyền mở miệng, Khương Viêm nắm chặt hai tay, nội tâm kích động như thủy triều bắt đầu khởi động, cơ hồ muốn phá tan trói buộc, để hắn nhịn không được muốn nhảy cẩn hoang hô, cho dù là Khương Thần sớm đã đoán trước kết quả, lúc này cũng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Giống như một tảng đá, rốt cuộc rơi xuống đất. Không chỉ có hai người bọn họ. Ngay cả Chu Trần từ trước đến nay trầm ổn, cũng là vui vẻ trong lòng. Ở lại Thương Ngô Sơn, không chỉ có thể làm bạn bên người thiếu chủ, càng có thể được hương tộc trưởng che chở. Với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức cực tốt, sau đó, giọng nói uy nghiêm hết sức của Khương Đạo Huyền lại vang lên lần nữa, giống như chung lớn, chấn động lòng người, thư ngô học phủ đã lập, chức vụ trong phủ đã đầy, không tiện thêm. Ngoại trừ học phủ ra, ta còn từng thiết lập linh thú điện, quản hạt rất nhiều linh thú trong núi. Bây giờ, ta muốn mở một điện, địa vị ngang hàng với linh thú điện, độc lập ở bên ngoài thất mạch, chỉ cần nghe hiệu lệnh của ta, trong tộc, người am hiểu đan đạo tuy có không ít, nhưng người tinh thông chân chính lại lác đác không có mấy, không người nào có thể đảm đương chức vụ điện chủ đan điện. Khương Đạo Huyền nhìn về phía Chu Trần, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Ta từng nghe Viêm Nhi nói, trình độ đan đạo của ngươi rất cao, đạt đến cảnh giới đan vương, ngược lại có tư cách cánh vác trọng trách này, thanh âm hắn hơi dừng lại. Chợt lời nói xoay chuyển, trịnh trọng tuyên bố, kể từ hôm nay, Chu Trần, ngươi làm điện chủ đan điện, thống nhất hết thảy công việc đan đạo trong tộc, tiếng nói vừa dứt làm cho cả bạch ngọc kinh đô phản phất lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi sau đó vang lên tiếng kinh hô của khương viêm chu trần vô cùng kích động vội vàng quỳ lạy hành lễ với khương đạo huyền phương pháp chỉ của tộc trưởng đại nhân sau này chu trần nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của tộc trưởng đại nhân nhất định dốc hết toàn lực phát triển đan điện tráng kiện thương ngô ta nói xong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm hắn không ngờ vừa mới đầu nhập vào đối phương lại được giao cho chức vị trọng yếu như thế phần tín nhiệm này, không thể nghi ngờ là tán thành lớn nhất đối với mình, Khương Đạo Huyền thấy thế, khẽ vuốt cầm. Phất tay, một đạo quang mang bay nhanh ra, vững vàng rơi vào trước người Chu Trần. Chu Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thần dịch như sao trời lấp lóe, hội tụ thành một mảnh, hình thành quang hải sáng chói, thấy tình hình này, hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Nhìn về phía đối phương, muốn tìm kiếm đáp án. Khương đạo huyền thần sắc lạnh nhạt, nhẹ giọng nói, mặc dù mượn nhờ lực lượng của Thượng Thanh Đan và hài cốt thánh nhân, thay ngươi tái tạo thân thể. Nhưng lực lượng sinh cơ còn lại vẫn không đủ để ngươi khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Nhưng nếu luyện hóa những thần dịch này, cũng đủ để rút ngắn thời gian khôi phục của ngươi, hôm nay khôi phục tu vi tới thiên nhân cảnh viên mãn chu trần nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng tiếp động vạn phần, đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe Khương Đạo Huyền tiếp tục nói, đợi sau khi khôi phục tu vi sẽ đột phá cảnh giới thánh nhân, ngươi có lòng tin không, thánh nhân cảnh. Chu Trần chấn động. Lập tức cao mày, lâm vào trầm tư. Hắn hít sâu một hơi, cung kính trả lời, bẩm báo tộc trưởng đại nhân, nếu nói ở nơi khác, ta tự tin chỉ cần khôi phục đến tu vi toàn thịnh là có thể nhẹ nhõm vượt qua kiếp thánh nhân, thành tựu cảnh giới thánh nhân. Nhưng ở đông vực, bởi vì có quy tắc hạn chế, khiến cho độ khó của thánh nhân kiếp tăng gấp bội, gần như là thập tử vô sinh nói xong ánh mắt chu trần lóe lên tự hồ là nghĩ đến cái gì thật cẩn thận mở miệng tộc trưởng đại nhân mặc dù ta biết được thực lực của ngài ngập trời phóng nhãn ra năm vực không ai có thể sánh bằng nhưng chuyện thánh nhân kiếp này không phải chuyện đùa nếu như ngài muốn nhúng tay vào trong đó sẽ chỉ khiến cho uy năng kiếp số tăng gấp bội trong lòng hắn sầu lo trùng trùng cho dù là có lòng tin lớn đến đâu đối với thực lực của tộc trưởng đại nhân nhưng cũng không thể nào coi nhẹ lực lượng của thánh nhân kiếp dù sau đó cũng là vĩ lực do trời xanh hạ xuống một khi có người khác nhúng tay vào chỉ sợ hai người đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nguy hiểm như thế thật sự là được không bù mất khương đạo huyền nghe vậy mỉm cười hắn không giải thích nhiều chỉ hời hợt nói không sao có thể thử một lần lời vừa nói ra khiến trong lòng chu trần nghi hoặc càng sâu nhưng hắn biết rõ thực lực của đối phương sâu không lường được nếu nói như vậy chắc hẳn là có nắm chắc nhất định. Nghĩ tới đây, Chu Trần không do dự nữa, lập tức cung kính cúi đầu với Khương đạo huyền, "Vậy làm phiền tộc trưởng đại nhân rồi." Dứt lời, quanh thân hắn chợt hiện lên thần quang, bắt đầu luyện hóa những thần dịch trước mắt này, đem tinh hoa thiên địa ẩn chứa trong thần dịch nhanh chóng hấp thu. Ánh mắt hắn ta lóe lên, trong mắt tràn ngập chờ mong. Thánh nhân cảnh đối mặt với cảnh giới này, Chu Trần há có thể không có nửa điểm ý nghĩ, ngày xưa, hắn từng bị người ám toán dẫn đến độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, chỉ còn sót lại tàn hồn. Bởi vậy, ngoại trừ một bộ phận thù hận ra, trở thành thánh nhân đã trở thành chấp niệm của hắn ta. Nghĩ tới đây, ánh mắt Chu Trần càng thêm kiên định, tốc độ hấp thu cũng đột nhiên nhanh hơn, theo thời gian trôi qua. Trong cảm giác của mọi người, khí tức trên người Chu Trần dao động, đang lấy một loại tốc độ mắt trần có thể thấy được không ngừng kéo lên, thiên nhân cảnh tầng 2 thiên nhân cảnh tầng 3, thiên nhân cảnh tầng 4. Thiên nhân cảnh tầng 8, thiên nhân cảnh tầng 9, ngắn ngủi một canh giờ, Chu Trần đã luyện hóa năm thành thần dịch, tu vi cũng khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, đạt tới thiên nhân cảnh đại viên mãn, mà bây giờ, dựa vào cảm ngộ tích lũy nhiều năm, chỉ cần một ý nghĩ sai lầm, liền có thể dẫn tới thánh nhân kiếp, không hề nghi ngờ, phóng tầm mắt khắp đông vực, hắn đã trở thành tu sĩ tiếp cận thánh nhân cảnh nhất, hô Chu Trần hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình lần trước trải qua thất bại còn rõ mồn một trước mắt. Khiến cho hắn cảm thấy thấp thỏm bất an đối với lần độ kiếp này. Nhưng mà, khi ánh mắt rơi vào trên người Khương Đạo Huyền. Lúc tiếp xúc với đôi mắt thâm thúy bình tĩnh kia. Tất cả bối rối trong lòng, đều phản phất bị một bàn tay lớn vuốt phẳng, trở nên an định lại. Ngay sau đó, thấy đối phương gật đầu với mình. Chu Trần cắn chặt răng, rốt cuộc bài trừ ma chướng trong lòng, lúc này điều động lực lượng, thử dẫn tới thánh nhân kiếp, rất nhanh, phía trên Bạch Ngọc Kinh chợt xuất hiện một luồng sức mạnh đầy kỳ dị và mạnh mẽ tựa như là những ngôi sao lấp lánh trút xuống và tựa như ngân hà, đại đạo vận luật đang vào cùng một chỗ, phù văn lấp lóe, phóng thích ra thần quang màu tím, thân thể phàm nhân, muốn hóa thánh nhân, chính là hành động nghịch thiên, làm ra chuyện cướp đoạt quyền hành thiên địa, vì vậy, thiên. Đạo thiết lập kiếp nạn trùng trùng điệp điệp. Vượt qua kiếp nạn này, liền có thể thoát thai hoán cốt, vấn đỉnh thánh nhân, hưởng mười vạn năm thọ nguyên, bao quát chúng sinh, ngạo thị thương khung, nhưng nếu độ kiếp thất bại thì hồn phi phách tán, đạo tiêu nhân vong, ầm ầm theo lực lượng thiên kiếp phía trên dần dần cường thịnh. Một cổ uy thế vô cùng kinh khủng lan ra, tràn ngập mỗi một không gian hẻo lánh, thật giống như mưa to sắp tới, hồng thủy sắp tới, bầu không khí hiện trường trở nên khẩn trương mà lại đè nén, đây là thánh nhân kiếp trong truyền thuyết, Khương Thần và Khương Viêm đều chấn động trong lòng, trước đây tuy nghe nói tới kiếp nạn này, nhưng chưa bao giờ thật sự cảm thụ được uy thế của nó cho tới giờ khắc này tận mắt nhìn thấy mới biết kiếp nạn khủng bố nói không khoa trương chút nào lấy tu vi trước mắt của bọn họ nếu như cứng rắn chống đỡ kiếp nạn này chỉ sợ chỉ có thể là thiêu thân lao đầu vào lửa thập tử vô sinh độ khó độ kiếp cao như thế cũng khó trách trong vô số năm tháng lại không có một người nào có thể độ kiếp thành công hóa thành thánh nhân cùng lúc đó chu trần trong lòng kinh ngạc hơn xa hai người hắn nhịn không được âm thầm kinh hô lực lượng của kiếp nạn này sao lại khủng bố như thế giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy mình giống như đang gánh vác ngôi sao thân thể nặng nề ngay cả linh hồn cũng vì đó mà run rẩy cho dù từng trải qua thánh nhân kiếp nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng ở khu vực đông vực này hắn lại ngạc nhiên phát hiện cường độ thánh nhân kiếp lần này lại tăng lên mấy chục lần gần như ngang hàng với kiếp số của thánh nhân vương để cho ta lấy thân thể thiên nhân độ thánh nhân kiếp ngay cả vương của thánh nhân cũng không nhất định có thể vượt qua quy tắc thiên đạo của thế giới này quả nhiên quá dị đến cực điểm cũng khó trách không có người vượt qua kiếp nạn này sắc mặt chu trần ngưng trọng trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng nồng đậm bỗng nhiên hắn ta có chút hối hận vì đã triệu hồi thánh nhân kiếp bởi vì trong thế giới của hắn cho dù là thiên kiêu có thiên tư mạnh mẽ đến đâu cũng không thể vượt qua kiếp nạn cường hãng như vậy ở cảnh giới thiên nhân nhưng mà kiếp số triệu hồi ra không cách nào tán đi chỉ có thể cứng rắn chống đỡ hoặc đối mặt hủy diệt đối mặt với tử vong mặc dù ta chưa từng sợ hãi nhưng lại không muốn chết một cách vô nghĩa chu trần sinh lòng tuyệt vọng vô thức chuyển hướng về phía khương đạo huyền chờ mong có thể từ chỗ đối phương tìm được một đường sinh cơ nhưng mà khương đạo huyền thần sắc vẫn bình tĩnh như nước không có chút gợn sóng điều này khiến tâm tình vốn căng thẳng của chu trần lập tức thoải mái hơn một chút chẳng lẽ ngay cả đối mặt kiếp nạn cấp bậc này Tộc trưởng đại nhân cũng vẫn có phương pháp hóa giải, nghĩ tới đây, hai mắt Chu Trần tỏa sáng. Chợt nhìn chằm chằm tộc trưởng đại nhân, chờ mong đối phương có thể xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, nương theo thời gian trôi qua, đối phương vẫn không có bất kỳ động tác gì. Trái lại kiếp phân phía trên uy thế lại càng ngày càng mạnh, có thể đoán được, lôi kiếp khủng bố ấp ủ trong kiếp phân dày nặng kia, một khi rơi xuống, chính mình chắc chắn thân tử đạo tiêu, chân linh biến mất. Tộc trưởng đại nhân, ngài Chu Trần khẽ nhúc nhích môi, đang muốn hỏi. Đột nhiên cảm giác được một cổ nguy cơ mãnh liệt, hiển nhiên, uy thế bên trên đã tích lũy tới đỉnh điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ gợi ra thiên kiếp, lan tỏa ra uy thế không cách nào ngăn cản bổ thẳng về phía bản thân, không tốt, thân thể Chu Trần trong nháy mắt căng cứng, thần sắc đột biến, hắn vội và ngẩng đầu, nhìn chăm chú thương khung. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thi triển ra nhiều loại bí thuật, vòng quanh thân thể tạo thành bình chướng hộ thể 999 tầng, tự hồ là cảm thấy còn chưa đủ ổn thỏa, vì bảo đảm không có sơ hở nào, lại phất tay bày ra mấy đạo trận pháp, làm đan vương nửa chân đạp vào thánh cảnh, ở lĩnh vực khác tuy trình độ không phải đỉnh tim, nhưng cũng đọc lướt qua khắp nơi, hiểu sơ một hai, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chu Trần ổn định tâm thần, nhìn chầm chầm phương kiếp vân, chuẩn bị toàn lực ứng phó, nên đón lôi kiếp giáng lâm. Trong bầu không khí căng thẳng mà áp lực này, thời gian chậm rãi trôi qua. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở trong nháy mắt, chính là trăm cái hô hấp qua đi. Nhưng Chu Trần cảm thấy kỳ quái chính là cho dù kiếp vân uy thế ngập trời, nhưng Thủy Chung không thấy dấu hiệu thiên kiếp phủ xuống. Phản phất như có một loại lực lượng nào đó, ngăn trở ở bên ngoài, trong phút chốc, Chu Trần bị ý nghĩ lớn mật của mình dọa cho giật mình, cần biết lôi kiếp chi lực chính là do ý thức thiên đạo xuất thủ ngưng tụ, phóng tầm mắt thế gian, có loại lực lượng nào có thể ngăn cách nó ở bên ngoài, chỉ sợ chỉ có lực lượng của đại đế cổ trong truyền thuyết thôi, chờ chút, đại đế cổ. Chu Trần sắc mặt cổ quái, nhìn về phía bóng lưng Khương Đạo Huyền, càng cảm thấy đối phương cao thâm khó dò. Đủ loại dấu hiệu, không thể nghi ngờ càng thêm chứng minh suy đoán ngày xưa của mình. Thương ngô Khương gia này, thật đúng là có thể là hậu duệ huyết mạch của thượng cổ đại đế, chính là vô thượng đế tộc, có được bối cảnh cổ xưa mà lại cường hãn như thế, chính là lấy ra một thanh đế binh, hắn cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, chẳng có gì lạ, ngay sau đó, trong lòng Chu Trần bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu không trải qua thánh nhân kiếp, vậy mình có thể thành công đột phá tới thánh nhân cảnh không? Hắn chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, tự nhiên không rõ ràng kết cục như thế nào. Rất nhanh, lại hơn trăm hơi thở thời gian trôi qua. Kiếp vân phía trên tự hồ là ý thức được không cách nào làm gì được Chu Trần, dần dần tiêu tán. Những phù văn đại đạo dày đặc kia cũng tan biến như bọt biển, thánh nhân kiếp thanh thế to lớn, kết thúc qua loa như vậy, thực sự khiến người ta khó có thể tin, thấy một màn như vậy, chu trần trừng lớn hai mắt, nhịn không được kinh hô, thánh nhân kiếp của ta cứ thế biến mất, trong lòng hắn dâng lên một trận bất an, vậy đột phá của ta nên làm cái gì bây giờ, vừa dứt lời, vô tận kim quan như thác nước trút xuống, bao phủ trên người chu trần. Kim quan này chính là cụ tượng hóa của thiên địa pháp tắc, ấm áp mà tường hòa, làm hắn phản phất đưa thân vào trong suối nước nóng, thích ý vô cùng, đây là dưới ánh mắt mê man của chu trần chỉ thấy da thịt của mình lại nổi lên ánh sáng màu vàng kim lộng lẫy nguyên lực trong cơ thể cũng xảy ra lột xác trở nên càng tinh thuần và mạnh mẽ hơn càng thêm thần kỳ chính là nguyên lực tự hồ dung hợp với thiên địa lực chung quanh dung nhập vào một tia lực lượng pháp tắc hình thành một loại lực lượng hoàn toàn mới đó là thánh lực thánh lực vô biên cuồn cuộn trong cơ thể liên miên không dứt cực kỳ bá đạo thể hiện ra trên lệch cực lớn giữa thánh nhân cảnh và thiên nhân cảnh đây không chỉ là cảnh giới tăng lên càng là cấp độ sinh mệnh nhảy vọt trải qua lần lột xác này chu trần thình lình phát hiện lực lượng của mình đã tăng cường mấy chục lần đây là thay đổi khủng khiếp mà thiên nhân cảnh viên mãn mang tới khi thăng cấp lên thánh nhân cảnh mà bây giờ chỉ là trong máu của hắn liền ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại một giọt máu tươi có thể trấn áp đại năng nguyên thần cảnh tùy ý đánh ra một quyền có thể đánh nát thân thể thiên nhân thậm chí ngay cả đại tu sĩ thiên nhân cảnh viên mãn cũng khó có thể ngăn cản một chiêu của mình siêu phàm nhập thánh Ngạo thị thương sinh, đây chính là chỗ đáng sợ của cường giả thánh nhân cảnh, lúc này, đột phá thánh nhân cảnh, trên người Chu Trần cũng toát ra một loại khí chất không linh siêu phàm. Phát tục, giống như một vị thần linh giáng lâm, hắn có chút cúi đầu, nhìn hai tay của mình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ta, ta đột phá thánh nhân rồi. Chu Trần khó có thể tin tự nói, cảm giác hết thảy đều như mộng như ảo. Trong nhận thức của hắn chỉ có tu sĩ vượt qua thánh nhân kiếp mới có thể được quy tắc chúc phúc tu bổ thân thể bị thương vì độ kiếp đồng thời chính tu sĩ cũng có thể mượn nhờ của lực lượng này thực hiện lột xác siêu phàm nhập thánh tấn cấp thánh nhân nhưng hôm nay hắn lại không cần trải qua thiên kiếp liền có thể giảm bớt quá trình thẳng tới điểm cuối được quy tắc thiên địa chúc phúc loại kinh lịch cực kỳ kỳ ảo này hắn thậm chí ở trong mộng cũng không dám yêu cầu xa vời nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha